Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Dạ Rô Chay chuyên hướng dẫn móc thú bông của mình. Hôm nay Dạ sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mẫu thỏ tai dài mặc váy siêu dễ thương này ha. Trước khi vào bài hướng dẫn ngày hôm nay thì các bạn hãy ủng hộ Dạ bằng cách bấm đăng ký kênh và bật nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất cho những video tiếp theo nha. Các nguyên liệu cần chuẩn bị, các mũi móc cơ bản cũng như là các ký hiệu phụ đề trong video Dạ đều có ghi rõ ở phần mô tả cho các bạn tiện theo dõi ha. Và ngoài hướng dẫn miễn phí trên YouTube thì Dạ đang có bán các sản phẩm thú bông tại trang Shopee. Các bạn có nhu cầu mua sản phẩm để làm quà tặng thì bấm vào link Shopee ở phần mô tả để mua ủng hộ Dạ nhé. Và tiếp theo thì Dạ sẽ giới thiệu bảng thành phần, các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho video ngày hôm nay ha. Đầu tiên là len, thì loại len mà Dạ sử dụng là len mil combat này ha. Chất len mil và mượt, bảng màu nhiều màu pastel rất xinh nên Dạ rất thích dùng loại này. Và các màu cần móc cho mẫu thỏ này sẽ gồm có là màu trắng mã 02, chúng ta sẽ dùng 2 cuộn. Các bạn có thể dùng màu trắng tinh mã 01 cũng được ha. Tiếp theo là màu đỏ mã 09 để móc phần váy. Và các bạn cũng sẽ sử dụng cho mình 2 cuộn. Hoặc là các bạn có thể thay thế bằng màu len nào mà các bạn thích đều được ha. Size kim phù hợp cho dòng len này là từ 2.0, 2.25 hoặc là 2.5 đều được. Tùy thuộc vào tay móc của các bạn mà lựa chọn size kim phù hợp các bạn ha. Kế tiếp sẽ là bảng nguyên liệu như thế này ha. Đầu tiên là kim móc, và sẽ sử dụng kim móc 2.5. Và tiếp theo là bông gòn bi để nhồi, kim khâu len và ghim định vị, kéo cắt len, keo dán và hai chiếc nơ ri băng như thế này. Nếu không có nơ ri băng thì cũng không sao, trong video mình có hướng dẫn móc nơ bằng len ha. Hai chiếc nút áo nhỏ size 8-10mm, hai chiếc nút áo lớn size 15mm, một đôi mắt thú có chốt an toàn size 10mm, một ít chỉ nâu, một ít chỉ hồng và cuối cùng là phấn má hồng ha. Giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng bắt tay và thực hiện nha. Get go! Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc phần đầu ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình màu trắng. Và hàng thứ nhất các bạn sẽ móc cho mình 6 ít qua vòng tròn ma thuật. Đến hàng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 6V, tổng số mũi hàng 2 là 12. Tiếp theo đến hàng 3 thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một sợi chỉ khác màu để đánh dấu hàng như thế này ha. Và hàng 3 các bạn sẽ móc cho mình là 1X1V, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 3 là 18. Đến hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc là 1X1V, 1X, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 4 là 24.
Hàng thứ 5 các bạn móc là 3X1V, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng năm là 30. Hàng thứ 6 các bạn móc 2X1V2X, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 6 là 36. Hàng thứ 7 các bạn móc là 5X1V, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 7 là 42. Hàng thứ 8 các bạn móc là 3X1V3X, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 8 là 48. Hàng thứ 9 là 7X1V, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng thứ 9 là 54. Hàng 10 các bạn móc 4X1V4X, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 10 là 60. Và từ hàng 11 đến hàng 18, mỗi hàng các bạn sẽ móc cho mình 60X. Đến hàng 19 các bạn móc là 4X1A4X, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 19 là 54.
Hàng 20 các bạn móc là 7x1A, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 20 là 48. Đến hàng 21 là 3x1A 3x, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 21 là 42. Hàng 22 là 5x1A, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 22 là 36. Hàng 23 là 4x1A, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 23 là 30. Hàng 24 là 3x1A, lặp lại 6 lần, tổng số mũi hàng 24 là 24. Kết thúc hàng 24 thì chúng ta cũng đã móc xong phần đầu, các bạn sẽ chốt sợi và cắt len. Tiếp theo thì các bạn sẽ gắn mắt cho mình ở giữa hàng 15 và 16, hai mắt sẽ cách nhau 9 mũi. Sau khi gắn mắt thì các bạn sẽ nhồi bông cho mình thật chặt phần đầu ha.
Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo hốc mắt ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình hai đoạn len cùng màu như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cho mình chỉ màu hồng để chúng ta thêu mũi ha. Thank you.
Sau khi thêu xong phần mũi thì các bạn sẽ sử dụng cho mình chỉ màu nâu để chúng ta thêu phần lông mày và lông mi ha. Ok, sau khi đã làm xong hết tất cả các công đoạn thì chúng ta sẽ có được phần đầu xinh xắn dễ thương như thế này ha.